Xuân Thiệu mến chào cô bác anh chị và tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày mới luôn thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Xuân Thiệu đang có mặt tại Hà Giang rồi cô bác ạ. Hôm nay thì đang có mặt chỗ đường xuống dưới nhà em Sùng đây cô bác. Đó, nhà em Sùng này hôm trước có ở Lạng Sơn thì em cũng bảo là nhà gặp chút chuyện, không biết là bị va quẹt như thế nào đó, không biết là chuyện như thế nào. Thì hôm qua Xuân Thiệu mới cấp tốc đưa em Sùng về lại Hà Giang rồi. Đó, hôm nay thì Xuân Thiệu cũng vào đây để xem tình hình như thế nào các bác nhé. Đó, hôm nay vào đây thì cũng có một cái thùng quà của cô Oanh có gửi cho em Sùng đây. Hai thùng quà rất là to bự của bác ạ. Đó, nhà em Sùng này thì Xuân Thiệu cũng mới nhận được một cái khoản tiền rất là lớn. Đó là của cô Hằng ở bên Mỹ có gửi là tổng là 3 triệu đồng. Cô Oanh là 1 triệu 300 ngàn đồng của bác ạ. Đó, trong cái khoản này thì cũng có 2 triệu đồng các cô có dành tặng cho em Sùng của bác ạ. Đó, bây giờ thì đang chờ em Sùng lên để lấy hai cái thùng quà này về các bác nhé. Đó, hai thùng quà rất là bự luôn. Cho cháu Sùng đấy của bác ạ. Ở đây có ghi là cô Nguyễn Thị Oanh. Đó. Xin chào thanh niên. Em đang có ý việc gấp ở nhà mà anh gọi anh. Đang có ý việc gấp á? Việc gì mà gấp gáp thế? Ôi giời ơi. Cài cái mic vào rồi tí. Đấy, ba. Như nào lắm rồi. Thế hôm qua về đến nhà vợ có bảo gì không? À thế. Cháu xin mến chào tất cả các bác ạ. Xin chúc các bác thật nhiều và niềm vui. Ủa, anh à, hôm qua về đến nhà có vẫn có hơi giận dữ một tí. Vợ giận rồi á? Vâng. Ấy, sao lại giận? Hôm qua anh em mình đi, cái lúc anh em mình đi bảo là đi mấy ngày thôi. Nhưng mà đi hơn chục ngày này về vợ hơn giận tí. Thế là đi lâu quá hay như nào? Vợ bảo là lười vợ. Lừa vợ? Ôi ôi, mình bảo là mình đi làm nó có phải đi chơi đâu đâu mà lừa. Thì đúng rồi, nhưng mà em có bảo là anh em có bảo là đi khoảng độ một tuần thì đấy thôi. Thế nhưng mà đi hơi quá ngày. Đi hơi quá ngày. Về nó giận. Thế là nó giận. Thế hôm qua giận như thế thì làm nào khác ngủ à? Giận thế mình phải như kiểu ấy. Mình cần làm nọ làm kia. Em về hôm qua về gần tối nó có không nấu cơm. Vợ không nấu cơm giận quá. Hôm em về thì cũng báo trước rồi nhưng mà nó không có nấu cơm. Chả hiểu sao nó bảo là cứ về đi. Tưởng nào nó nấu cơm hết rồi. Nó về ngồi ăn cơm nhưng mà bảo giận quá nó không nấu. Em về đến nhà cái mới về bảo là thôi thế anh sai rồi thôi anh làm. Thế hôm qua là về lại lại nấu cơm định vợ. Đúng rồi. Thế xong rồi về tối bảo ngủ không chịu ngủ. Thế rồi em mới kể chuyện lúc anh em mình đi kia, chuyện nọ chuyện kia vợ em mới. Lúc đầu thì nó không, nó chỉ nghe mình nói thôi. Thế về sau gần nửa đêm thì nó mới cười khí thế. Anh cứ kể nó gần sáng mới ngủ. Ôi giời. Thế là thế là nàng hết giận chưa? Thế bây giờ hết giận chưa? Giờ hết rồi. Hết rồi gì? Vâng. Thế được chứ. Thế là tại anh Sùng anh hẹn ngày về, quá ngày không thấy về chả giận. Phụ nữ mà lần đầu tiên xa chồng thì cũng chắc là nhớ chồng thì mới giận thế thôi. Ủa nhưng mà sao có hai cái thùng to nhỉ? Hai thùng quà của các cô có gửi cho hai vợ chồng đấy. Cho em à? Đấy, cho cháu Sùng tốt đùng ấy cũng thấy à? Ôi ồ. Nặng thế anh ơi. Từ từ thôi. Đấy, hai cái thùng này anh phải chở vào đây nặng chịu chịt luôn của bác. Đấy, không biết là các cô có gửi những cái đồ gì mà nhiều thế. Hai cái thùng to bự thế này. Hai thùng nặng thế này thì giờ Đấy, tí nữa sẽ mang về tặng lại vợ. Phát này vợ đi đâu thì vợ cho vợ đỡ giận. Ôi cho đấy. Cháu Sùng à. Thế vợ có nhà không? Vợ em có, ở trong nhà. Đấy. Mang cái thùng đồ này về tí nữa bảo vợ là đấy anh đi làm là có quà các ông bà có gửi cho đấy, lần sau chồng có đi thì vợ đừng có giận. Đấy, đi làm nó có phải đi chơi đâu mà giận. Vâng. Hay là trước đi thì cứ bảo là đi có con em nào ở ngoài gì lắm thì vợ chả giận. Không. Anh đi với anh luôn nào chả biết. Nhưng mà biết đâu được cái vợ nó nghĩ thế. Thì hôm qua vợ ông cũng giận thôi. Cũng giận thế. Thế có hỏi bảo là thế đi ra ngoài có con nào xinh hơn vợ không? Hôm qua thì cũng có hỏi nhưng mà em bảo là đi lạ với các anh thì lạ gì đâu. Không có. Thế mà bảo vợ bảo là không tin thì vào xem video anh em đi làm. Hôm qua thì không thì biết ngay mà. Đưa mấy cái video mình đi vào đấy cũng gọi
À. Thế nhưng mà cũng cho xem, nhưng bảo ừ thế được rồi. Ờ. Xong rồi sau này mình hắn kể chuyện cho thì vợ mới cười khí 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 rồi mới ngủ. Ấy gần sáng rồi. Kể đến sáng luôn á? Ừ. Úi dồi. Nhưng mà kể cái đi ăn nửa tháng về kể đến sáng thì chưa hết chuyện, thế thì có cái gì mà kể lắm thế. Tự dưng mình kể thì cũng hầu như thời gian nó không có lâu đâu, nhưng mà buổi sáng gà nó kêu thì bố ngủ rồi sáng rồi. Lúc đấy là mới biết là gần sáng rồi. Vâng. Ây dồ, thế này thì hơi cay ấy nhỉ. Nó buộc cả hai vào nhau rồi nhá, không phải nhỉ? Không, từng cái một chứ. Cái một à? Lấy về thôi em. Ừ. Đấy. Bây giờ thì cũng mời ông bà cùng theo anh em nhé, xuống nhà em Sùng trao lại cái phần quà này. Đó. Ôi dồi. Giờ vắt thế nào đây? Xuống hỏi xem là vợ em Sùng đã hết giận chưa? Hay sao lại giận dữ thế? Ồ, vắt kiểu gì bây giờ? Anh tưởng là không có ngủ cùng thì còn sợ cho ngủ cùng thì không lo. Được anh à? Hả? Được. Được á? Vợ là không cho ngủ cùng ấy thì. Hả? Biết đâu được rồi, nhớ đâu vợ giận vợ là không cho ngủ cùng thì sao? Thì trước thì nó có cho ngủ đâu, nhưng về cũng nấu cơm rồi làm mọi thứ cho. À, thế là về nấu cơm các thứ cho là mới cho ngủ đấy. Đấy. Ồ, thế là cũng biết nịnh vợ đấy nhỉ? Phải làm chứ. Đúng rồi. Để làm nhưng mà nhưng mà hơi sai hẹn tí thôi, lần sau đi đừng có hẹn ngày về. Vâng. Bảo là chuyến này anh đi làm thì chưa biết ngày nào về thôi, để vợ đỡ mong đỡ giận. Em chỉ bảo là đi gần tuần em về, thế vợ cứ đợi máy. Ồ, thế tại chú hẹn ngày về lắm là vợ thấy quá ngày không thấy về, sợ cao to đẹp dài này với cô nào ở bên Cao Bằng lại bắt mất gì đấy, chả mất chồng à. Có phải không? Vâng. À dạ. Đường đi hơi khó thật anh ơi. Đường đi khó quá. Cái này nhẽ ra nhà em phải làm cái đường này lâu rồi mới phải. Cứ đi lại như thế này đúng là qua cái đường này cũng hơi khó khăn tí. Phụ nữ mà. Thôi chiều tí nhỉ. Chả sao đâu. Em chiều từ hôm qua đến giờ anh à. Chiều từ tối hôm qua đến giờ á? Vâng. Ây dồi. Đi con. Làm sao đây? Con. Hả? Ô. À. Chào bác con. Đang chơi ở nhà bà ư? Vâng. Anh ra. Ui ui. Thanh niên. Đi vào đi. Ấy, kéo. Ây à. Đặt xuống. Ui, đúng rồi. Xoay vào nhà nào. Xin chào em gái. Vẫn thấy cười tươi thế là được rồi. Hôm qua phải năn nỉ từ hôm qua đến giờ đấy. Năn nỉ từ hôm qua rồi. Ây da, thế này hơi gai ư nhỉ. Đấy, xem nào. Thế hết giận hả? Hôm qua đi về mua cái quà tặng vợ. Mua cái vòng này tặng vợ hả? Thế thì trong đi làm về có quà như thế là tuyệt vời còn gì nữa. Thế là hôm qua mới mua cái này. Qua về đến thiện trấn kia thì thấy cái này đẹp quá anh ấy, mua cái về tặng vợ. Mua cái tặng vợ đúng rồi. Đi làm sao phải có tí quà cho vợ vui. Cái này mua bao nhiêu tiền? Mua bao tiền cái vòng? Cái này gần như là có họ làm ở đấy thì cũng rẻ thôi mà. Đấy cũng gần 50.000 gì đấy thôi. Gần 50.000 á? Được rồi, có quà tặng vợ ấy, vợ vui. Thế nên như nào anh em đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà giận hờn chồng làm cái gì? Em ngủ quá lên dưới chuyển một lại cháu ở nhà này. Em đến đây chẳng mua nó cậu. Ôi dồi, vợ em bảo là anh em mình đi lâu thế sao em có con nào ở bên đấy rồi. Ôi dồi. Sao anh chưa có con nào á? Có là có thế nào, mình phải tin tưởng chồng mình chứ. Chồng mình đi làm thì có phải là đi chơi đâu mà. Đi chơi thì mới lo, ở đây là anh em đi làm thôi. Đi làm còn không có cả thời gian mà ăn cơm ấy. Thì chỉ muốn xin chính non này cho hãy tiền lộn một lần cậu á. Không tin được anh không tin đâu. Thế em dùng ở nhà em hay đi tán gái làm sao mà phải không tin được. Nhớ chơi của một thằng lắng gọi cháu, nhớ chỉnh chỉnh nó hả? Không nhớ chơi gáo thà biết mà. Hả? Không tháo tiếng. Ở nhà thì không thấy nhưng mà sợ mình đi là rất chắc có anh. Ây dồi. Nhìn anh sống anh ý tín thế. Bảo là tín. Vợ em bảo là em ở nhà vợ em là sao biết được. Nhiều lúc đi làm vợ em cũng không biết là em có hay không. Thế này ngày xưa đi tán vợ chắc là hay nói phét lắm hay sao. Ai giờ vợ mới không tin. Có phải không? Anh cũng đùa. Em cái gì chẳng nói thật. Từ lúc bây giờ về ở với nhau bằng bao nhiêu năm rồi, bây giờ vợ đi làm xa, chồng đi làm xa có một chuyến thì đã không tin tưởng nhau thế này chứ, chứng tỏ là phải có cái gì đấy vợ mới không tin chứ. Thì không biết được nhưng mà không sao đâu em gái, không phải lo đâu nhá. Anh em đi làm thì đi làm chuyện cao cả, đi giúp bà con chứ không phải là đi chơi hay là như thế nào đó để mà lo anh Sùng có cô khác tán vất đâu.
ý muốn nhờ mu phá là gì chỉ muốn thằng lớn cao hả thế thế hết giận chưa, từ hôm qua đến giờ hết giận chưa, hết giận anh sùng chưa? Không, giờ ta nhá, chuyển vào tài đó nhưng mà nhưng là chị chính bảo nó mà nó bao thế. Ủa bây giờ vẫn chưa hết giận mấy đâu. Vẫn chưa hết giận đó. Ôi dồi ôi, thế thì bây giờ làm thì cái như thế nào, anh đi làm về có quà tặng rồi vẫn còn giận thế này thì làm thế nào mới hết giận rồi. Ừ, ồ, lỏ mờ rồi, thế muốn không tiền. Anh đi lâu quá. Anh đi lâu quá. Không sao đâu, thế anh đi làm một lần đi hàng mấy tháng này có gì đâu. Có phải là như thế nào đâu, ví dụ đây anh em mới đi làm một thời gian ấy là hơn chục ngày đã về rồi. Đã bảo lâu rồi, ví dụ tí nữa anh Sùng mà đi làm công ty vài tháng mới về thì làm thế nào ở lúc đấy à? Đấy, chỉ biết cười thôi. Hả? Thế bây giờ anh Sùng đi làm công ty không về hàng mấy tháng, hàng nửa năm mới về thì lúc đấy thì lo kiểu gì? Ờ, giờ thì ông mùa ý tỏ xong là mùa ít lì, ý xong lưu tiết lò thì ơi bà chạy quá, giờ chạy anh cho. Ôi chạy. Mấy giờ chị nhớ. Ôi ôi, thế này thì gai vô. Em bảo là đi, nếu mà đi lâu thế thì trước thôi, còn bây giờ nếu mà đi như thế là bỏ đi ấy. Bỏ là bỏ thế nào? Đấy. Ừ, mình phải có sự tin tưởng lẫn nhau chứ. Đấy, quan trọng là vợ chồng mình phải tin tưởng lẫn nhau nhá. Còn anh đi làm thôi, không có gì mà phải giận như thế đâu. Anh cứ bỏ qua cho em Sùng đi. Đấy. Thì hôm nay anh cũng sợ là giận dỗi gì hay như thế nào đấy thì cũng vào để trực tiếp nói đấy. Mình có ấy không thì xem video của anh em thì biết có gì đâu. Xem chưa, xem chưa? Hả? Ông có tham gia chơi mùa? Chị tham gia. Hả? Chị tham gia. Bỏ hôm qua cho xem. Hả? Ông không biết. Em này không được rồi, em phải lấy video để cho em vợ xem, vợ mới tin tưởng chứ. Được rồi anh. Để như nào giờ đang giận thế này thôi để tối đi. Đúng rồi, tối nói chuyện sau. Đấy, tối hai vợ chồng người nói chuyện thế nào nói. Làm thế nào làm nha, đừng có để vợ giận lần sau vợ không cho đi cùng anh là không đi làm này là không được đâu. Vâng. Đấy. Anh đi làm về hàng hai tuần quà tốt đùng thế này. Đấy, quà chồng muốn tặng cho chứ nữa nhỉ. Ủa mùa lò muốn cho nên đâu tiền này mà. Hàng chân đi cho nên đi. Hả? Bà bảo gì? Ôi ôi, em hết cách anh. Hết cách. Ừ, thôi em ạ, không có gì phải giận dỗi đâu, bỏ qua cho em Sùng đi. Tối nay nói như thế nào thì vợ chồng khác nói thủ thí. Ôi thôi, được anh, để tối nay em nói sợ. Thôi nói gì? Lão nào đừng để có vợ giận lâu như thế. Vâng vâng. Ôi dồi. Ôi dồi, cái này chưa nổ à? Đang nổ rồi đấy. Hả? Hôm nay trời nắng, hôm nay mới về thôi. Để ngày mai em ra em đập là nó ra. Mai ra đập là được cái gì? Mai là khả năng mai là rơi xuống nó đập. Rơi xuống hết. Đập ra nó lấy hạt nó phơi. Đây này, rải xuống nhà đầy hết rồi thế. Đúng rồi anh ạ. À. Đấy. Đấy. Trời nắng là nó sẽ như thế mà. Đấy, ngày mai thì trời cũng nắng thế này thì mình hạ xuống là đập hạt nó ra là được. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, ngồi chơi tí. Được rồi. Đấy, được rồi. Hai vợ chồng mình ngồi gần vào. Nói gì phải giận anh thế. Đúng rồi. Rõ ràng là đi làm cứ bảo là đi tắm gái. Vợ giận là vợ yêu vợ mới giận thôi. Đi về mà vợ không biết đang giận mới là lo thôi em ạ. Vâng. Vợ giận thế này thì thôi cứ dỗ vợ tí để vợ nó đỡ lo, mới lại càng tình cảm thêm mà. Đúng rồi anh. Ừ. Về nhà thấy nó giận mình cái là thôi. Biết điều luôn. Biết điều luôn. Làm việc luôn thôi kệ. Thế là hôm biết là em cũng biết là mình sai mà. Ờ. Đi hẹn vậy bảo là nghĩ là tuần nhưng mà mình đi hơi chục ngày thế là về nhà biết cái là biết ngay vợ giận. Biết ngay thôi. Bởi vì vợ em lạ cái tính gì vợ em. Người vợ chồng với nhau không lạ gì đâu. Đúng rồi. Thế là tôi hôm qua về nhà cái là thấy chưa làm được cái gì luôn. Thấy chưa làm thì cứ ngồi y ở cửa ngã người này đợi ở cửa. Ủa. Thế sao ngồi ở đây? Không trả lời. Về nhà hỏi mấy cái không trả lời thì biết điều luôn. Bảo Việt luôn. Về làm cơm luôn. Ôi, mệt đến đâu cũng phải làm. Thôi đến kể. Đâu cũng phải làm. Hôm qua thì anh em cũng mới gọi là từ Lạng Sơn lên Cao Bằng. Xong về cũng làm ở đấy một hai tập phim. Xong mới từ Cao Bằng về Hà Giang. Về anh em về đến Hà Giang này thì cũng đã tối muộn rồi. Đấy. Cuối cùng thì cũng đã về được rồi. Nên là không sao. Yeah. Về đến nhà có quà, thế là biết trước là vợ giận hay sao mà đã mua quà về tặng vợ rồi.
cũng chưa biết là nó sẽ giận hay không, nhưng mà thấy đẹp quá thì thôi anh à, thấy đẹp quá thì mua gì à. Đi xa làm này có quà về cho vợ cho con thế là ok rồi. Ô thế nên mẹ em bảo là mới về mà đã đi rồi. Mẹ em đi thì hôm qua rồi. Hôm qua? Vâng. Ồ. Thế thì... cái vụ bảo là bác quay xe máy kia như nào lắm rồi? À, sáng nay em có ra ngồi nói chuyện rồi. Bảo chú thì chú bảo là chú bác sửa, bác sửa lại. À, bác sửa cái xe gì? Nhưng mà cái xe có bị hỏng nhiều không? Xe cũng không bị hỏng đâu, hỏng vỡ một tí yến ở dưới. À, tức là chắc là nó đổ xuống nó vỡ yếm thôi gì? À, không biết là như thế nào nhưng mà xe nó vỡ. Thấy sáng nay thì thấy em cũng chưa thấy xe đâu. Sao lại chưa thấy xe? Bởi vì đi sang bên đấy thì con của chú lại bảo là lấy xe đi làm rồi. Ừ. Thế xong chú bảo là bây giờ con chú lấy xe đi làm rồi, ngày mai nó lấy về cháu cũng cầm đi sửa cho chú là được. Ờ, thế là chú chỉ bảo đi sửa lại thôi cho gì. Vâng vâng. Ừ, thế thì không may, cái chuyện đấy là chuyện không may, nó va quệt và nó bị như thế thì hỏng đâu thì sửa giả lại người ta, đấy là hài lòng nhau mà. Vâng. Ừ, cái chuyện này phải không ai muốn. Mỗi tội là quệt vào ô tô thì hơi nặng đô thôi đúng không? Vâng. Và 3 triệu cái cửa ô tô người ta. Là quệt vào cái tay nắm cửa mở đi mở lại chưa? Đúng rồi. Ừ. Đấy, vào ô tô thì ô tô người ta tiền tỷ, nó chỉ cần quét vào một tí hỏng, xước một tí là ở xước một tí sơn thì cũng có tiền triệu rồi. Vâng. Nói chung là hỏng cái đấy không biết là như thế nào, nhưng mà 3 triệu là cũng là chắc là cũng rẻ đấy. Ừ. Vâng. Không thì người ta bắt đền nữa thì càng mệt thêm. Dạ vâng. Mình đi sai thì mình phải chấp nhận thôi. Xe của chú thì cũng nếu mà theo như chú nói thì cũng phải sửa gần cũng chắc không tần, chắc phải tần gần cái 3 triệu đấy, nó cũng không kém gì nhiều đâu anh. Xe máy á? Vâng. Xe máy thì vỡ cái yếm thì thay cái yếm đi là được chứ. Chú bảo là hai cái gì ở dưới, hai cái lò xo nó bị cống hết rồi, phải thay cho chú. Ồ, thay cả cái lò xo nữa à? Thay cả cái bọn đấy. Các bạn đấy hình như là 1 triệu hay là 1 triệu gì đến mấy hơn nhá. Cả bộn yến ấy, hơi nhiều thanh mà. Cái gì cũng nhiều thật đấy nhỉ. Nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi, sao biết làm này. Hỏng thì cũng phải chấp nhận thôi. Vâng. Ôi dù, có nổ panh pách cái này. Vâng, bắn pháo tứ tung ấy. Trời nắng này nó nổ. Trời nắng nó hanh nhỉ. Em bảo vợ là quét nhà sạch như thế mà nó nổ súng như mình quét lại để nhặt lại. Đấy, đây này các bác. Bây giờ những hạt đỗ nó đã bắn đầy nhà thế này. Cứ ngồi thế này cứ như là cái gì thả trên trời xuống ấy, nó liên liên. Hôm qua về đang giận, không giận thì hôm nay vẫn đánh cho rồi, giận thì thôi. May em đánh sau được. Thế tối qua nếu mà không giận là sáng nay đã đánh như này rồi. Bảo là không giận thì thôi, sáng nay em hạ xuống để mà vợ chồng mình ấy đập, nhưng mà cứ giận thế này thôi, cứ năn nỉ nó ra. phải. Hay là năn nỉ vợ đã. Việc thì lúc nào làm chả được. Bây giờ cứ phải bảo để vợ hài lòng cái đã. À, việc thì làm sau. Vâng. Thế phải mất công thôi. Không sao đâu anh, cái này về nhẹ mà. Mất công giấu vợ rồi. Nó đơn giản một cái là mình cứ ấy là được. Đấy, thế còn em gái. Bây giờ còn cái gì mà không hài lòng với anh Sùng nữa chứ? Hả? Anh Sùng yêu chiều thế, bây giờ về đi làm về có quà, rồi về đến nhà anh em đi làm, nhưng có phải là đi chơi đâu mà phải giận thế. Cái gì thì cười cái với anh Sùng hay nào? Tè lưới. Để anh Sùng anh hài lòng cái thế nào? Hả? Tè lưới tè đây à? Hả? Bỏ qua cho anh Sùng đi. Giúp cả. Ủa, giận quá. Thôi, bỏ qua cho anh Sùng, không có gì đâu. Chỉ sao chị trẻ à? Tên giúp anh đi lâu quá ghét. Đi lâu rồi có phải đi chơi đâu mà. Thôi không có gì đâu nhá, bỏ qua cho anh Sùng đi. Lần này anh em đi có chục ngày, lần sau đi cũng phải tầm đấy. Nói chung là anh em đi làm đi làm thì mới có tiền em gái ạ, chứ còn ở nhà thì không có tiền đâu. Đấy, cũng phải đi làm nó làm kia chứ. Cái này công việc mà, có phải là ai muốn thế đâu. Anh cũng không muốn đi xa như thế cả, thế nhưng mà công việc anh vẫn phải đi. Anh em công việc thì vẫn phải đi như vậy thôi. Để gọi là đi giúp người khác vui thì mình cũng thấy vui. Nhưng mà công việc thì nó không phải là cứ ở một chỗ mãi được. Nên là cứ bỏ qua cho chồng đi nhá. Tao á. Tao á. Cười rồi, thôi tối nay là khác vừa ý. Để xem như thế nào á. Giờ từ sáng em nấu cơm buổi sáng buổi chiều hôm nay cả rồi. À. Tối khả năng nấu bữa nữa chắc nó sẽ cười. Không sao anh. Không sao à? Ở trên tốt. Nào ông này cái việc nhẹ nhẹ lại được. Đúng rồi, việc này chả sao cả nhỉ. Nào, về đây, hai vợ chồng về đây. Hôm nay thì anh vào đây có cái bịch quà này để khui ra. Đấy, cho hai vợ chồng nhá. Không biết là có món gì nhưng mà cô có gửi lên hai cái thùng này. Cho nhà em đấy.
cả hai thùng này đều là cho nhà em ấy hả? Thì ghi đây chắc là cho em thôi, tại vì thấy ghi ở cháu Sùng ở đấy mà. Thế lấy cái gì về khui ra xem. Khui à? Đấy, quả này thì đầy quà nhá. Quả này thì thoải mái cười. Đấy, giận kiểu như là giận yếu thôi chứ không có gì cả. Giận vô vơ giận yếu thôi mà. Nhìn thấy quả cái cười cứ khí luôn này. Quần áo. Nhiều quần áo thế. Đấy, đúng không? Em ơi. Đấy, áo lạnh nhá. Ôi, mùa này thì không phải sợ lạnh nữa rồi. Đây này. Đây về đây. À đây áo của cháu rồi. Không, anh xem cái nào vừa cho em luôn. Đấy. Cháu này đấy là quần toàn là quần áo các cháu. Cho các cháu hết à? Cứ xem cái nào vừa cho vợ vừa. Có cái khăn này. Ôi ô, đẹp thế. Ôi ôi. Thế này thì phu nhân ngon cái. Rồi, đấy được rồi. Rất là nhiều quần áo. Rất là nhiều luôn. Đấy, có cả thau xong nồi cái gì hay sao à? Đấy. Ủa nhiều. Từ anh, em lấy cái Cái gì để cái quần áo này ra? Lấy cái gì ra để cái quần áo? Lấy cái. Thì có. Đấy, đúng rồi, giả cái chiếu ra xong rồi lấy cái quần áo ra. Rồi. Cái chiếu. Hả? Đó. Đấy. Úi dồi, nhiều thế. Thoải mái quần áo. Ủa quần áo này. Hả? Đấy, chảo này, rồi các thứ này. Ôi dồi anh ơi. Tạm bà xã. Không phải giận nhá. Không phải giận nữa. Ui cái này này. Ủa anh ơi. Hả? Toàn những cái đồ xịn. Đồ đẹp thế này anh ơi. Đây. Tặng cho em hết. Đấy, siêu này, những cái nấu kiểu như là có cả kẹo. Có cả kẹo này. Đấy. Để ra xong rồi để con ăn. Úi giời nhiều thế, những cái đồ nồi niêu các kiểu xong rồi quần áo nữa, rất là nhiều. Rất là nhiều thế này này. Đây là muối, bột canh. Bột canh à? Đúng rồi. À không phải, cái này là cái. Nó vừa cái nào này đậy cái đấy. Đấy, cái này đúng rồi. Cái đây mai mốt nấu bột cho con. Hả? Sao? Đấy, lấy ra hết đi, Dùng xá. Đây. Chưa hết đâu mà, còn nhiều. Cái này là cái. Không phải. Đúng rồi cái này này. Đúng rồi. Cái chảo xào nấu ấy, cái này mai mốt được có bếp ga các thứ vào thì tuyệt vời. Đấy, còn nữa đây này. Còn nữa. Còn cái một cái ở đây nữa. Ui ồ. Hả? Còn khá là nhiều này. Bà, vâng, con nhà bà nhá. Vâng. Từ. Hả? Cái này hả? Đúng rồi, cái này rồi. Cái này thì hết chưa? Hả? Đấy là quần áo thôi. Đấy, quần áo không có ấy thì em cứ để nguyên ở trong hết rồi anh à? Trong thùng cũng được. Có xem. Quần áo này rất là nhiều nhá, xem là cái nào vừa thì ví dụ vừa bà hay là vừa ai thì cứ lấy về mặc thôi. Ví dụ nhà không vừa thì có thể cho ai thì cho nhá. Cái này nhiều, cái này chắc chắn là nhiều cái vừa cái không vừa ấy. Ừ. Ừ. Anh ơi. Hả? Em choáng luôn. Choáng luôn à? Em không nghĩ là những cái đồ như thế này
em không nghĩ là mình sẽ cố được. Rất là nhiều đồ. Đồ nhiều sông chảo các thứ. Đây là toàn đồ xịn nhá. Những cái đồ này là bếp ga này. Đấy. Rồi nấu bếp củi cũng được, nhưng mà cái này nấu bếp củi thì nó hơi đen. Đấy. Nấu bếp ga thì nó sẽ được bền, được trắng chảo này. Đấy, rất là nhiều đồ các bác. Ủa anh ơi. Hả? Anh ơi nhiều đồ quá anh ơi. Bây giờ như nào? Bây giờ anh bảo cái nào? Bây giờ giận nữa đi. Giận cho anh một cái nữa xem nào. Đấy, rồi. Chưa? Anh Sùng đi làm đầy đồ ấy. Anh đi với các anh thì có cô bác nó nhìn thấy anh ấy thì có gửi về cho em. Đấy. Thôi, cho anh nhưng mà cho em hết đi nhá. Nhưng mà yêu tôi sẽ hả? Rất là nhiều quần áo đẹp đấy. Ui ôi. À cho bà. Cho bà luôn anh. Ôi dồi, bà có cái đấy đẹp rồi đấy bà. Đấy. Vâng. Cái quần này cũng ấy này bà cũng vừa luôn này bà. Đấy. Đó. Ui ôi. Áo trẻ con rồi. Để xem một hai cái cho bà. Ừ đúng rồi. Đó. Cái này nào. Cái này là cái áo à. Váy váy. À, đúng rồi. Bảy. Đó. Đấy chưa? Ui. Ơ, chỉ là có tiếng mà. Đúng rồi đấy. Đấy là cái váy bà. Đó là giải tía. Tao. Tía. Ừ. Con nhỉ tía con có tía con này ít chê. Ừ. Đó. Này em ơi. Đấy, bộ đấy vợ em Sùng mặc là vừa đấy. Nhưng mà bụng hơi to này mà vừa không quá. Bao giờ bụng xẹp thì mình mặc chứ. Ồ. Ôi, quần áo quá nhiều. Quá đẹp. Đấy, rồi, cái này áo con trai. Em luôn nhỉ. Đấy, được rồi. Ôi, vừa luôn. Đấy, thấy thế nào, hai vợ chồng? Hôm nay nhận nhiều quà thế này có thấy vui không? Anh ơi, em thấy rất là vui luôn. À. Ừ. Lấy trà hái là đùa lấy trà ha. Mà nó kinh tía, khó trà tía. Ừ. Hái quá, tí lò lấy trà. Ủa trà, tí lò tía, nhà lò chỉ muốn khó trà tía, kinh trà bế cho nên tí tư tía. Ủa trà hôm đó nha. Anh em thấy hôm nay em rất là vui và cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây cũng anh trở từ kia vào đây cũng em cũng hơi bất ngờ đấy. Cũng rất là vui anh ạ. Cảm ơn anh. Đầu tiên là cảm ơn anh rất nhiều nhá, anh Thiệu. Không sao. Vâng, cô bác cháu rất là vui hôm nay có anh đã gửi cái món quà của cô Oanh về đấy để cho hai vợ chồng con. Từ trước tới giờ từ bé đến lớn thế này là con nếu mà không đi làm với cái anh thì khả năng rất là cao mà con không có được những cái món quà đặc biệt và như lớn như thế này cho con gà. Và con rất là vui. Cảm ơn thầy cô Oanh rất là nhiều. Chúc cô thật nhiều may mắn và thật nhiều sức khỏe của ạ. Rồi, ok. Đấy, rất là tuyệt vời những cái món quà. Phải nói là rất là thiết thực của các ông bà, cô bác có gửi lên cho hai vợ chồng em Sùng, cô bác ạ. Đây là những cái dụng cụ sinh hoạt gia đình, nồi niêu xông chảo các thứ. Nói chung là mai mốt vợ chồng em khác ra ở thì cũng không phải sắm sửa gì nữa. Cứ như thế này mà dùng. Đấy, những cái bộ đồ này được các cô có gửi từ xuôi lên thì phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, ở trên này thường thường những cái nồi cái các thứ để mà nấu nướng thì cũng rất là thấy những cái món đồ nó xịn sò thế này. Tiện chưa? Đấy, rất là tiện luôn. Cái món này nhá. Nấu cái gì thì cứ có quái cầm rồi. Có cái này rồi á, khi nào có ý đồ xách cái này cho bố ngoại tí nhá. Đúng rồi. Có con tụ cái ở xách ở trong đấy đi cho bố ngoại để cho bố ngoại uống rượu đỡ phải mắng nữa. Lần nào bố uống rượu vào bố cũng bảo hai con cứ là kiểu thế đấy. Ấy ơi, đó. Đấy. Bây giờ nhá anh bảo này, dạ. Cái quần áo này rất là nhiều luôn đấy và hai vợ chồng cứ xem cái nào của hai vợ chồng vừa thì mặc nhá, còn vâng. Ví dụ cái nào không vừa ấy thì
những cái gia đình xung quanh này, nhà bà hay là nhà chú này này. Vâng, vâng. Vừa thì cứ cho đấy là tùy hai vợ chồng thôi nhá. Ồ anh ạ, rất là nhiều thế này thì em với cả vợ em cũng không mài hết được đâu. Cũng không phải là không mài hết được nhưng mà cái này là nhiều những cái là không vừa. Vâng. Không vừa vợ chồng em. Dạ vâng. Gửi nhiều thế này ấy, nên là những cái nào không vừa thì mình có thể san sẻ ra. À ở đây sang kia thì cũng có mấy nhà nữa mà. Ở đấy. Thì em sẽ phát cho bà hoặc là các cô chú ở đây. Ờ rồi, rồi ok. Bởi vì có những cái là mình không vừa em với cả vợ em ấy. Đúng rồi. Rất là tuyệt vời. Cũng cảm ơn cô anh rất là nhiều nhé. Những món quà hết sức là ý nghĩa và thiết thực đây. Đấy, thấy thế nào? À? Nhiều đồ này thấy thế nào? Em thấy rất là vui luôn. Rất là vui. Đấy nhá, hôm nay thì anh vào đây thì có cái phần quà này rồi và bây giờ còn có thêm một cái phần quà đặc biệt nữa. Có quà gì nữa anh? Khác biết. Khác biết à? Em thấy nhiều quà này đó là vui tưng bừng lên rồi anh ạ, còn có quà nữa. Còn một cái món quà cực kỳ là lớn nữa. Cô bác thân mến, Xuân Thiệu hôm nay mang vào chỗ em Sùng này có những cái phần quà phải nói là cực kỳ là lớn và ý nghĩa của bác ạ. Cái phần quà này của cô anh có gửi lên rồi và còn một cái phần quà nữa của cô, cũng là của cô anh nữa. Đấy, Xuân Thiệu có nhận tổng là 4.300.000. Trong khoản này thì có 3 triệu của cô Hằng ở bên Mỹ và cô Oanh thì có 1.300.000 cô bác ạ. Đó, cái khoản này thì cô cũng có dành cho những cái hoàn cảnh khác nhau. Đó, trước Xuân Thiệu cũng với em Sùng đi trao một phần quà 500.000 cho hai cháu ở bên Cao Bằng rồi. Đấy. Và còn lại thì cô cũng có dặn là cho hai vợ chồng của em Sùng tổng là 2 triệu đồng đấy, để mà cho vợ em nhé. Tới này sắp sinh rồi. Dạ vâng. Để có cái tiền là gọi là tới này sinh thì có cái đồng ra đồng vào ấy. Vâng. Hoặc là bây giờ vợ chưa sinh có thể mua lại cho vợ những cái đồ bừa tầm bồi chẳng hạn thế. Dạ vâng. Đấy nhá, bây giờ dạ. Thì anh sẽ thay mặt các cô là trao lại cho em nhé. Vâng. Cô có gửi tổng là 2 triệu. À, trong... đây. Đấy. Đấy. Dạ vâng. Anh có những cái món quà rất là lớn như thế này được quý các ông bà cô bác thì em thấy rất là vui, cực kỳ tuyệt vời luôn. Cô bác thân mến, em xin cảm ơn cô bác rất là nhiều ạ. Chúc cô bác thật nhiều sức khỏe và một lần nữa con xin cảm ơn tới cô Oanh và cô Hàng. Chúc hai cô thật nhiều may mắn ạ. Rồi ok, đấy, không biết nói thế nào được nữa. Đấy. Thế nào, em gái. Đấy, anh em đi làm mỗi lần về thế này đầy quà, đầy tiền thế này còn giận dỗi cái gì nữa. Đấy, trao tận tay đây nhá, em Sùng không cần giữ một đồng nào đâu. Ông mua đó chị hai qua lấy lo được cho là mua cháu nó là thật sự là sẽ muốn nghe thế chị hai lại ủa cháu không đó chứ chị muốn nghe thế chị muốn nhìn tao cái chị muốn nghe tao cái thế ủa cháu không tao tí lỡ nghe lỡ thì sẽ đại nhá. Dạ vâng. Cô bác ạ, hôm nay vợ con có đôi lời cảm ơn tới cô Oanh và cô Hằng, chúc hai cô thật nhiều sức khỏe, không có cái ngoài một lời nào ngoài cái từ cảm ơn cả. Vâng. Cũng cảm ơn hai cô ạ. Rất là tuyệt vời cô bác ạ. Có lẽ là mỗi một lần Xuân Thiệu đi vào bản hoặc là vào nhà em Sùng có thật nhiều những cái tình cảm của các quý ông bà cô bác có gửi cho bà con nói chung và hai vợ chồng em Sùng nói riêng. Đến ngày hôm nay Xuân Thiệu lại được vào trao cho những cái phần quà lớn như vậy. Đấy, và đặc biệt là cô Hằng và cô Oanh có những cái phần tiền rất là lớn có dành tặng đến hai vợ chồng và những cái món quà này nữa phải nói là hết sức là tuyệt vời các bác nhé. Xuân Thiệu cũng xin được trân trọng cảm ơn tới hai cô rất là nhiều nhé. Bây giờ thì thế nào hai vợ chồng? Dạ. Em thấy rất là vui, không có những cái gì mà vui hơn khi mà em để nhận quà như thế này anh ạ. Mà dù em cũng đi với anh được một thời gian nay rồi nhưng cô bác có những cái thứ con vẫn chưa thể học được và chưa thể biết được anh. Có những sao những cái việc gì mà em chưa biết thì anh hết sức là thông cảm. Rồi, không có gì đâu nhá. Hy vọng rằng chuyến sau anh em quay lại Cao Bằng để trao lại những cái phần quà mà các ông bà cô bác có gửi đến bà con ở bên Cao Bằng ấy thì sẽ có sự đồng hành từ các quý ông bà cô bác đến với hai anh em cô bác nhá. Dạ vâng. Cô bác thân mến, rất là vui khi mà có anh kết nối với con cùng với bà con ở trên này và kênh Xuân Thiệu TV là kênh có thể chia sẻ những văn hóa truyền thống và nỗi khổ của bà con vùng núi, hy vọng rằng sẽ có duyên với cô bác ạ. Vâng, cũng rất là tuyệt vời cô bác ạ. Hy vọng rằng là những cái chuyến đi thật ý nghĩa như vừa rồi thì cũng có sự đồng hành từ các quý ông bà cô bác đến với anh em để anh em có thêm cái động lực nữa cô bác ạ. Đó, hôm nay thì cũng rất là vui anh Xuân Thiệu cũng vào đây để trao lại những phần quà cho gia đình rồi. Đấy, có lẽ là bây giờ thì Xuân Thiệu cũng khép lại cái video này thôi. Cũng xin hẹn gặp lại các ông bà ở những cái tập phim lần sau nhé. Mong là các ông bà cùng quan tâm và theo dõi. Bây giờ thì Xuân Thiệu cũng xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.